Kêu đau lưng, ngày nào tôi cũng phải cầu gió. Mệt, mà tôi đang vào ba là hết rồi. Là sao? Mỹ Đen nhiêu lận? Ba có bao nhiêu Mỹ Đen mà hả? 200 triệu đó bà. Cái gì 200 triệu? Cái gì? Ông giấu đâu ra tới 200 triệu dữ vậy? Thì giấu ở dưới ô tô. Nằm lên đi. Vậy ở dưới ô tô còn không? Thì tiền thì số tiền. Tên 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 tên. Một nụ hồng tặng cho mắt nai. Cái gì ạ? Đừng có xem thường. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Ba biết mua gì? Có chút quà mòn tặng mẹ. Mua sinh nhật này. Tiền đi làm ăn. Làm ăn đâu? Thì tình toán mình phải có món quà bất ngờ tặng mẹ. Tiền đi làm ăn đâu? Tài khoản cho. Tài khoản đẽ. Thank you.
Nghe xa vời quá chứ. Thì không, em cũng hy vọng là em sẽ may mắn giống chị. Người ta nói là ở hiền gặp lành. Mọi người ơi, mọi người nhớ đón xem chương trình chị em chúng mình nha. Chị Tiên nó có nhiều bí quyết hay ở trong chương trình đó lắm.